Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Rồi, hôm nay thì em dọn kho thanh lý cho các bác một số mặt hàng cũng vẫn là không dài dòng gì nhiều. Em vẫn bao ship cho các bác với đơn hàng trên 100.000 các bác nhé. Đã thanh lý giá rất rẻ và bao ship luôn cho các bác với đơn hàng trên 100.000 nhé. Một sản phẩm cũng ship cho các bác luôn. Đó. Nên các bác không phải lo nhé. Rồi, ok, vào luôn chi tiết từng sản phẩm để tránh mất thời gian của các bác. Đó. Rồi, ở đây em có quạt ion này SLB18 nhé. Con này của Sanji Electric nhé. Đó. Hàng thì tình trạng là không có chân này, có nghĩa là nó con đẹp thì nó sẽ có một cái chân ở đây để các bác vặn, nhưng mà con này không có chân, nó chỉ có mình như thế này thôi đó. Và đằng sau này, đằng sau thì nó sẽ không có một không cái lưới lưới chắn ở đây các bác nhé, lưới chắn bụi thôi, và cho tay mình đỡ sọc vào cái kim ion này đó, nó không có như thế. Và cái thứ hai nữa là tình trạng ion này này nó yếu yếu hoặc là bị hỏng các bác nhé. Thì em test có con thì yếu và có con thì không thấy có ion đó, nên mà chọn những cái con này là dọn kho thanh lý, em không sửa chữa. Bác nào về sửa chữa được thì các bác sửa chữa nhé. Bụi bẩn này, có bụi bẩn này, bụi bám bẩn nha các bác đó, tình trạng như thế nhá. Và sẽ có con này, rồi ố này, đen này đó, mực vẽ là này, ok các bác nhá, cũng cũng là mất mất thà ấy bảo vệ thôi đó. Hàng thanh lý nhưng vẫn bao sống cho các bác nhá, quạt vẫn chạy ok, chỉ có ion là nó bị yếu hoặc là nó có con thì bị hỏng, nên mà em hàng của em không sửa chữa nhé. Nên mà các bác nào thanh lý cho các bác nào về muốn sửa chữa sửa được thì lại kiếm được con hàng rẻ sử dụng đó. Quạt ion này thì các bác sử dụng, ôi, quên không đi đôi dép, nó hơi tê. Đó, em các bác đợi em chút đi đôi dép. Ok các bác nhá, hàng của nước ngoài thì nó bắt buộc phải có tiếp địa, chứ không là nó thường là nó nhiễm ra vỏ này, nên mà các bác đi đôi dép vào nhá để tránh bị tê đó. Bao các bác là hoạt động ok nhá, mức lâu này, dừng này và mức hai này, mức mạnh này đó, quạt rất là mạnh nhá các bác, quạt rất là mạnh. Rồi, dây nguồn của nó này, dây nguồn của nó là dây ba chấu các bác nhé, dây ba chấu đó. Rồi, con này em thanh lý với giá là 160.000 cho các bác bao ship nhé, 160.000 bao ship cho các bác nhé đó, giá cực kỳ rẻ đó, và chỉ bán cho mỗi bác mỗi con, có bốn con thôi, em có 1, 2, 3, 4 con thôi, và chỉ bán cho mỗi bác một con đó, các bác về sửa chữa sử dụng. Hàng rất là đẹp đó, con thì đẹp, con thì bụi này đó. Bụi các bác về vệ sinh thôi, còn hàng thì vẫn sống, quạt thì vẫn bao sống cho các bác nhé. Hàng thanh lý nhưng mà vẫn sống quạt bình thường đây đó, có đèn báo này đó, đó tiếp tục rồi. Đấy nha các bác, hàng thanh lý vẫn bao sống cho các bác đó. Rồi, ok, giá của nó là 160.000 các bác nhé. Mã T01, thanh lý mã T01 các bác, 160.000 bao ship luôn đó. Rồi, tiếp theo là mã T02 này,
giá là 100.000, cũng bao ship luôn cho các bác nhé. Đơn 100.000 em bao ship luôn đó. Hàng lọc khí của SMC các bác nhé, hàng SMC đó, được công ty thì nó đặt ở Trung Quốc, Made in China, hàng chuẩn của SMC các bác nhé. Nó chỉ lọc khí thôi, nó không có van điều áp, nó chỉ là một cái lọc khí đó, lọc khí lọc nước. Rồi mã T02 giá là 100k nhé, còn giá rất rẻ này. Rồi mã T03 này, lọc khí này, có đồng hồ này, có van điều áp này. Đó, lọc khí có đồng hồ, có van điều áp. Đây các bác nhé, giá là 180k 4 cái này này. Đó, 4 cái trên tay em nhé, 4 cái trên tay này, 180k các bác nhé. Con này thì bị mất cái núm vặn rồi. Đó, 4 cái này, giá là 180.000, bao ship cho các bác nhé. Đó. Rồi, bác nào mua hàng có thể inbox qua số điện thoại em để dưới góc màn hình nhé. Rồi, mã T04 một con lô này. Short một con lô mã T04 giá là 100.000, 110.000 các bác nhé. Đó, con T04 giá 110.000 bao ship cho các bác. Đó, hàng chỉ 100.000 bao ship mà giá lại còn rất là rẻ. Thì ở đâu có các bác ạ? Chỉ có kênh của shop linh kiện tháo máy thôi. Đó. Rồi, ok, tổng chiều dài của nó là 17 cm nhé. Và đường kính con lô này là 4 cm nhé. Và cái đồng hồ của em nó bị hết pin thì em sẽ xem ở đồng hồ này đó, thang đo này các bác nhé. Đó, mã T04 này giá là 110.000 bao ship cho các bác này. Hai đầu em có ốc cho các bác rồi nhé, về rất tiện dụng đó. Rồi tiếp theo là mã T05 giá là 200.000 một cặp lô này này. Cặp lô này mã T05 giá 200.000. Đó. Tổng chiều dài của nó là 22 cm các bác nhé, 22 cm. Và đường kính ở đây là 2,5 cm. Đó, đường kính con lô là 2,5 cm. Và giá chỉ 200.000 bao ship cho các bác. Đó. Hai bên có đầy đủ ốc này, em tháo có đầy đủ ốc cho các bác, về chỉ việc siết thôi. Đó, rất là ngon lành nha các bác, rất là tiện lợi. Rồi, ở đây thì em tiếp tục còn 4 con quạt thôi, 4 con quạt này. Mã T10 này giá là 100.000 bao ship luôn cho các bác nhé. Quạt này thường thì em không bao ship đâu, nhưng mà còn có 4 cái thì bao ship cho các bác. Đó, cánh bằng nhựa này, khung nhôm các bác nhé, khung bằng nhôm này, cánh bằng nhựa nhá. Điện 220V. Điện 220V các bác đấu thẳng trực tiếp vào đây này. Đã test sống ok luôn cho các bác nhé. Đó, hàng giá rất rẻ, còn bao sống, bao ship luôn cho các bác. Thì không có ở đâu, lại còn ở cái kênh của em cả. Đó, mã T10 nhá. Đó. Rồi, em xin phép đo kích thước cho các bác nhé, quạt này. Kích thước quạt là 9 cm này, nhân 9 cm này, và nó dày là 2,5 cm nhé. Đó, 4 con này, mỗi con mỗi hãng nhé. À, quạt này thì chỉ có quạt của Trung Quốc thôi các bác nhé. Đó, đây quạt có Nhật, thanh lý nó nằm trên này này. Đó. Đó, quạt Trung Quốc thanh lý này, 100.000 4 cái này, bao ship bao sống luôn. Đó, ok nhé. Mã T10 nhé các bác. Các bác nhớ là mã T10 này, có 4 cái, bác nào nhanh thì được ạ. Rồi, tiếp theo là mã T06 này, kéo hơi các bác nhé. Mã T06 kéo hơi của Japan. Đó, hoạt động rất là ok nhé, em cũng không cần phải test nữa đâu. Bao sống, hàng của em bảo thanh lý nhưng vẫn bao sống cho các bác nhé. Mã T06 giá là 120.000. Chỉ là 120.000 bao ship cho các bác nhé. Ở đây có nhiều nơi họ bán những 250 cơ. Em bán duy nhất chỉ có 120.000, lại còn bao ship toàn quốc cho các bác nữa. Đó, ok các bác nhé. Đó, kéo hơi, kéo cắt hơi. Các bác cấp hơi vào đây bằng một con, các bác dùng con cốc đạp hơi hoặc là con rơ le cũng được. Đó, cắt vào đây, cấp hơi vào đây.
Cái này các bác có thể tháo ra này để thay cái ống lớn hơn, tùy của các bác nhé. Nhưng mà ống theo nó thì là ống 6 thôi. Đó. Rồi, ok, kéo hơi mã T06 này. Kéo hơi mã T06 giá 120.000 bao ship. Đó. Rồi, tiếp theo ở đây em có mã T07 này. Mã T07 là giá 180.000. Ở đây là 6 thanh à? 180.000 6 thanh, em ghi nhầm 4 thanh. 180.000 6 thanh nhá, gồm một thanh này, một thanh này, hai thanh này, ba thanh này, 4 thanh này, 5 thanh và 6 thanh quạt nhá. 6 thanh, trên mỗi thanh là có 5 con quạt. Trên mỗi thanh là có 5 con quạt này. Nhưng mà nó có một điều là nó sẽ bị lỗi một con quạt. Đó. Một con quạt này bị lỗi này. Đó. Nó có 5 con trên một thanh. Nhưng mà nó bị lỗi mất một con rồi. Hầu như thanh nào cũng bị lỗi một con ấy. Nên mà thanh lý ra rất rẻ cho các bác nhé. Đó. Về các bác tận dụng nhé. Đã chỉ có 180.000 trên 4 thanh thôi. Đó. Thanh này sơn tĩnh điện nhé. Đó. Bác thấy không? Sơn này sơn tĩnh điện, sắt sơn tĩnh điện này. Đó. 180.000 6 thanh mã T07. Đó. À, xin lỗi các bác. Nó dùng điện 12V các bác nhá. Nó dùng điện 12V. Và quạt này kích thước là 4 x 4 cm nhé. Dùng điện 12V và quạt kích thước 4 x 4, nên các bác có thể đấu ắc quy sử dụng và hoặc nguồn adapter rất là tiện dụng nhé. Đó. Rồi, tiếp theo là mã T08 này, 100.000 trên hai thanh quạt này này. Hai thanh quạt này, các bác thấy đẹp không? 100.000 trên hai thanh quạt này. Lại còn báo ship cho các bác nữa. Đó, các bác thấy đẹp không? Đây là họ đánh dấu này để tránh bị vặn ra nhé các bác. Đánh dấu như thế này để tránh bị vặn sửa chữa đó. Hai thanh quạt này. Quạt rất là đẹp, vẫn là quạt 12V các bác nhá. Quạt 12V kích thước là 8 cm x 8 cm và dày là 2,5 cm nhá. Quạt rất là to. Quạt to, quạt 8 x 8 mà các bác. Quạt 8 x 8. Đó. Bao sống cho các bác nhá. Đó. Bao sống nhưng mà sẽ có một vài con nó bị khô dầu. Các bác về tự tra dầu. Đó, một vài con nó một hoặc cả vài cái con quạt ấy, nó bị khô dầu, nó hơi kêu một chút, các bác về tra dầu cho nó nhá. Đó. Đó, quạt này là quạt không trỗi than các bác nhá, vì nó chỉ khô dầu ở trong vòng bi này, các bác bóc cái này ra. Đó. Đấy, đây nó khô dầu này. Đó. Đó, các bác tra vào đây, tra vào đây xong đập lại, ok nhá. Đó. Quạt bao sống các bác nhá, bao sống luôn cho các bác, giá là 100.000 trên hai thanh quạt này, hai thanh quạt như hình này. Đó, 100.000 bao ship nha các bác. Đó. Rồi, tiếp theo này, mã T09 này, giá là 100. Còn chân trách đi là chỗ khác. Đó. Mã T09 các bác nhé, giá là 160.000. Đó, 160.000 gồm 1, 2, 3, 4. À xin lỗi các bác, gồm 3 thanh, mỗi thanh 4 quạt này. Đó, mỗi thanh 4 quạt các bác nhé. Cũng bao sống cho các bác luôn, nhưng mà thỉnh thoảng là có một ít, một hoặc hai cái bị lỗi thôi. Con này thì nó không bị lỗi nhiều đâu. Đó. Mã T09 này giá là 160.000 bao ship nhé. Đó. Quạt này cũng dùng 12V các bác nhé. Dùng 12V, kích thước là 6 x 6 cm. Đó. Mã T09 giá là 160.000. Đó. Rồi, đến đây là cái mã quạt Nhật thanh lý này các bác này. Quạt Nhật thanh lý nhá. Quạt Oris này. Oris nhà điện 220V này một cái này. Đó. Đây lại tiếp một cái Oris 110V này. Đó. Con này là 9 x 9 này
Và con này là 12x12 nhá. 2 con 12x12 này, à xin lỗi các bác, 3 con 12x12 này. Và 3 con là 9x9 nhá. Đó. Trong 3 con 9x9 này là có một con 220V và hai con 24V đều đó. Còn con 220V là quạt 220V nhá. Còn con này là quạt DC 24V không chổi than nhá, Bluetooth nhá. Đó. 6 con tất cả giá là 250.000 bao ship. Đó. 250.000 bao ship. Quạt này là con một con này 24V này và hai con là 110V này. 110V đó. Tổng 6 con quạt Nhật này, giá là 250.000 bao ship cho các bác nhé. Rồi, em sẽ lên tiếp vài món, còn vài món nhỏ bên trên nữa. Rồi, ok, ở đây có loa nhỉ. Loa rất là đẹp, còn rất là mới nhưng mà rất là tiếc. À, cái này là nó bị mài xuống nền, thế nên mà nó xấu mất cái mặt thôi. Đó, còn này, rất là sáng nha các bác. Ốc sáng bóng này, ok hết nhé. Test ok nhé. Dùng được điện 12V hoặc 24V. Con này là một con loa báo động, con chuông báo ấy. Đó, của Hàn Quốc nhé. Loa của Hàn Quốc này, chuông báo này. Nó bị xước nhé các bác, về kết hợp với những con cảm biến báo cháy, báo khói là rất là ok. Mã T12 giá là 120.000 các bác nhé, bao sống cho các bác. Đó, hàng tất cả là hàng thanh lý nhưng vẫn bao sống, rất là ok các bác nhé. Mã T12 giá là 120.000 một con loa. Đó, các bác xem nhiều video của em cũng biết rồi, em cũng có rất là nhiều loa. Đó. Rồi, tiếp theo này, mã T13 này. Đây là một cái hộp nút nhấn dừng khẩn cấp này của thằng Schneider nhá. Schneider là hãng rất nổi tiếng các bác nhé. Nhưng mà nó sản xuất tại China này, công ty lại đặt ở Trung Quốc này. Đó. Nguyên hộp một hộp này, một hộp và một nút nhấn nhá. Đó, một hộp và một nút nhấn này, giá chỉ có 50.000 thôi. Đó, 50.000 các bác kiếm ở đâu được một hộp. Nó có loại màu vàng này, màu vàng và màu trắng nhé. Giao random cho các bác nhé. 50.000 một cái nhá. Mã T13, nút rất là đẹp. Bên trong các bác tháo ra các bác khỏi chê đi. Đó. Rồi, xin phép là đo qua kích thước cho các bác. Giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Các bác mua cái hộp các bác cũng đã mất tiền rồi. Mười mấy 20.000 rồi, tiền ship nữa. Rồi cái nút nhấn nữa thì quá tội đi. Đó, tổng chiều cao của nó là 9 cm này. Chiều rộng là 6,5 và chiều rộng là 6,5 vuông này. Đó, thế thôi. Đúng không? Dài này, rộng này, cái này là cao và rộng và dài à? Đó, ok nhá. Dưới đáy này, đế là 6,5 x 6,5 á, và chiều cao là 9 cm. 50.000 một hộp này nhá. Đó. Rồi, tiếp theo hộp này này, nó gồm một nút nhấn này và một nút dừng khẩn cấp này. Hộp nó to hơn nhá. Đó. Kích thước là 13,3 cm nhân với 6,5 cm, chiều cao của nó là 9 cm nhé. Hộp này một gồm một nút nhấn nhã, nút nhấn nhã là nút đề đấy các bác nhé. Đó, mã T14 giá là 100.000 một hộp, bao ship cho các bác nhé. Chứ một đơn trên 100.000 em bao ship, kể cả các bác mua một hộp em vẫn bao ship cho các bác luôn. Đó, hỗ trợ các bác hết sức luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là mã T15. Mã T15 thì cũng 100.000 thôi. Nó gồm 3 nút nhấn này và có nút nhấn start này, stop và reset. Đó. 3 nút nhấn xanh, đỏ, vàng. Đó. Trong một cái hộp luôn. Hộp này có kích thước là 15 cm nhân 7 cm và nhân với 6,5 cm. Đó, hộp rất là đẹp nhá. Mã T15. Giá là 100k bao ship toàn quốc. Ở đây thì còn một bộ duy nhất này. Một bộ duy nhất mã T16, bộ bánh xe nhá. Thanh lý với giá 180.000 bao ship toàn quốc cho các bác. Ở đâu có bộ bánh xe 180.000 bao ship cho các bác không?
Rồi nha, tổng chiều cao của nó là 9 cm này, đường kính bánh là 6,5 này, và bề rộng bánh là bề rộng bánh của nó là 3,4 cm các bác nhé. Rồi, xem mấy thôi. Đó, bộ bánh màu đen rất là đẹp, sơn đen rất là đẹp. Đó, có một bộ duy nhất thôi. Bữa nay em mấy trăm bộ mà em bán hết rồi, còn một bộ thành lý giá cực rẻ, kiểu là như cho các bác rồi đấy. Đó, 180.000 các bác nha. Đó, đây, các bác nào chụp ảnh gửi Zalo cho em này, mã T16 này. 180.000 bao ship này. Đó. Rồi, tiếp theo đến AT này. AT20A nhá. Còn AT20A này. 20A của Nhật này, Made in Japan nhá. AT20A chống giật này. Dòng giò của nó là 30 mA đấy các bác nhá. Dòng giò là 30 mA này. Đó, áp rất là to, áp khối to nhá. Điện mắc là AC 264V luôn. Đó. Rồi, giá của nó là 180k mã T17. Mã T17 giá là 180k, một con áp của Nhật 220A. Đó, dùng điện được 220V nhá. Chống giật. Ở bên này thì em có AT, hai con AT có nội địa Trung Quốc vẫn còn. Mã T18 và T19. Đều 150k nhưng con T18 nhỏ hơn này. Con T18 nhỏ hơn này, con T19 nó to hơn nhé. Đó, con T18 nhỏ hơn, con T19 to hơn. Cùng là 32A nhé. 32A các bác có thể dùng tổng cho gia đình nhé. Các bác cứ ra cột điện ấy, bên điện lực họ chỉ lắp cho các bác cái AT 32A thôi. Đó, át chống giật nội địa của Trung Quốc nhé. Đó, giá là 150.000 đều hai mã luôn, một mã 150.000, mua một cái vẫn bao ship luôn rồi các bác. Đó, ok, sang đến bên này, sang đến bên này là mã T20 này. T20 là 30.000 một cặp loa này. Cặp loa tháo tivi các bác nhé. Loa toàn giải tháo tivi này. Loa tháo tivi có giá là 30.000 một cặp. Đó. Tổng chiều dài của nó là 14 cm, chiều cao là 5 cm và chiều rộng là 2,5 cm nhé. Các bác về chế loa Bluetooth đi chơi đi công trình này. Công suất của nó là 8 ohm 10W nhé. Con này 8 ohm 10W. Đó. Các bác ngờ chế những con loa Bluetooth mini. Rồi, đây tiếp tục là một cặp loa nữa. Cặp loa này là cũng 8 ohm 10W nhé. Mã T21 giá là 30.000 một cặp, cũng là 30.000 một cặp nhé. Mã T21 con này thì nó không có hộp, nó rời. Đó, con này xấu nên mà em lấy ra để em làm mẫu thôi, nhưng giao hàng của bác là cho các bác là không có như thế này nha, hàng bao đẹp, bao sống luôn cho các bác. Đó, con này cũng 8 ohm 10W, mã T21 giá là 30.000 một cặp này. Rồi, mã T22 cũng 30.000 một cặp này. Con này thì hộp nó to hơn, loa thì bé nhưng mà hộp to tướng ấy, kiểu là người nhỏ nhưng mồm to đấy các bác. Rồi, tổng chiều dài của nó tới 31 cm này. 31 cm nhé. Bề rộng của nó là 3 cm này. Và chiều sâu của nó là 5,5 cm nhé. Đó, cũng 30.000 một cặp các bác nhé. Đấy, 30.000 một cặp về cho các bác nào về độ chế loa Bluetooth. Đó. Rồi, còn một cặp chân mã T23 giá là 180.000 này. Đó, vẫn bao ship cho các bác với những đơn hàng trên 100.000 nhé. Tao không phải nói nhiều. Tổng chiều dài này, chiều cao đó là 30,5 cm tính cả đế nhé. 30,5 cm tính cả đế này. Đế kích thước là 10 nhân với 4 và dày 1 cm nhé. Đó, rất là đẹp. Thế nhôm này cho các bác về làm chân nhôm. Đó, rất là đẹp các bác nhé. Giá là 180.000 bao ship nhé. Mã T23 này.
Đó. Rồi, ở đây em có một con vít me này, một con vít me này, và một ở đây một con vít me, hai đầu có gối bi này, và hai đầu này nó gọi là gì nhỉ, em gọi là hai cái bát gắn hai đầu đi đó, nó đầy đủ nhá các bác. Về cái việc đây, ở đây có ốc bắt xuống nè, bắt xuống ấy này, lỗ ốc đã taro cho các bác nhé. Đó, ở đây ở đầu lại có một cái pulley nhá. Đó, con này thì con này là ray bản 16 rồi các bác nhé, ray bản 16 này, ray bản 16 các bác nhé. Đó, bước của nó là bước 20, một vòng nó xoay được 2 cm. Đó, một vòng đi được 2 cm các bác nhé, bước 20, và hành trình của nó là được 7 cm. Ở đây đầu pulley nhé các bác. Đó, giá chỉ 100.000, 100.000 bao ship cho các bác nhé, mã T24, 100.000 bao ship. Các bác mua ở đâu được cái con hàng như thế này, hàng rất là đẹp này, còn rất là nhiều mỡ này. Đó, hai riêng hai cái vòng bi hai bên nhé, đây hai cái vòng bi hai bên Indonesia này, Made Indonesia này, cũng đã là các bác ra tiệm ít ra là cũng bốn ba bốn chục nghìn hai con vòng bi rồi, chưa kể con trục này, con gối bi này. Đó, rồi mã T24 giá là 100.000 cho bác nào về chế cháo nhé. Rồi, tiếp theo là mã T25 này, một cái bộ chân gồm 4 cái nhé. Ở đây em có 3 cái nữa nhưng mà em chỉ cầm một cái thôi. Mã T25 giá là 260.000 nhé, bao ship cho các bác. Chân to to hầu như là chưa sử dụng rồi, nó chỉ đen một chút thôi. Tổng chiều cao của nó là 17 cm này. Đó, tổng chiều cao 17 cm nhé. Đường kính chân là 8 cm này, và đường kính trục là 2 cm nhé. Đây, và đường kính trục là 2 cm này. Đó, hai ốc. Rồi, một bộ gồm 4 chân mã T25 có giá là 260.000 các bác nhé. Tiếp theo ở đây em có bộ combo chế nhắm băng cho các bác này. Mã T26 giá là 480k nhé, bao ship nhé. Đó, hàng rất là đẹp. Kích thước thì thôi khỏi phải lo phải đăng nữa, vì hàng này em bán rất nhiều, các bác chưa mua được hàng thì nhanh tay nhé. Và mã T27 giá là 580.000 bao ship này, con này có thêm một con lô thôi, con như nhau đó, ok nhé. Các bác nào cần combo chế nhám băng thì nhanh tay nhé. Và hai con thanh lý giá rất là rẻ cho các bác rồi, 480.000 này, không có con lô này, bao ship này, mã T26 nhé. Và mã T27 giá là 580.000, có thêm một con lô bên trên, cũng bao ship tất cả các mặt hàng hôm nay. Đó, trên đơn trên 100.000 em đều bao ship cho các bác nhé. Đó, rồi, các bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh, một like, một chia sẻ video để cho mọi người biết đến nhiều hơn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.